xót xa linh mục thông báo quan tài áo quan miễn phí cho nạn nhân Covid nghèo. Thưa cộng đoàn, như hôm qua con làm một video, giáo xứ Thị Nghè ở Sài Gòn mở cửa nhận cho cốt người quá cố miễn phí. Giữa đại dịch kinh hoàng tang thương, một thông tin rất đau lòng nhưng cũng là niềm an ủi cho các gia đình nạn nhân nghèo, bởi không ai muốn một số lượng lớn quan tài được tiêu thụ thế này. Trên trang Facebook của cha Giuse Trần Chính Trực, ngài viết: áo quan miễn phí chở đến tận nơi. Các bạn liên hệ trực tiếp qua số phone phía dưới. Linh mục Trần Chính Trực thông báo thay cho chủ xưởng gỗ, anh Giuse Phùng Phi Hùng, nhà ở số 33/4, quận Mỹ Hòa 3, Tan Xuân Hóc Môn. Số điện thoại 0908 897 407. Sau đây là tin nhắn của chủ xưởng gỗ. Con chào cha. Thưa cha, trước tình hình dịch bệnh xảy ra khắp nơi và ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến cái chết đến với nhiều người, đặc biệt là những người nghèo khổ, con phải làm một việc mà không bao giờ có thể nghĩ là hôm nay mình và các anh em trong xưởng phải làm. Được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đóng góp tiền mua vật tư nên anh em chúng con làm những chiếc quan tài cho những người nằm xuống trong cơn đại dịch. Vì thế con viết vài dòng nhờ cha đăng giúp những hình ảnh con gửi dưới đây tới các anh chị em đau khổ. Mong việc làm của anh em chúng con sẽ mang tới những sự an ủi cho các gia đình nạn nhân. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban bình an cho cha và toàn thể gia đình anh chị em chúng con. Dạ, con ở Sài Gòn, hòm sẽ được giao tận nơi và miễn phí. Con tên Giuse Phùng Phi Hùng, nhà ở 33/4, Mỹ Hòa 3, Tan Xuân Hóc Môn. Điện thoại của con 0908 897 407. Thưa cộng đoàn, hôm trước chúng ta thấy chương trình áo quan miễn phí của linh mục Nguyễn Sang, tiếng hát vì người nghèo. Và ngày hôm nay chúng ta thấy chương trình áo quan miễn phí cùng một anh giáo dân quảng đại, tâm đức. Xin cảm ơn thông tin từ cha Giuse Trần Chính Trực. Xin cảm ơn tấm lòng của anh giáo dân. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Cộng đoàn hãy chia sẻ video này để nhiều người dân khốn khổ, nghèo khó biết tới nhé. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.